lên, rồi xuống nè, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, 4, lên, 3, 4, lên, 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến. Hôm nay trong chương trình khí công trị bệnh, thầy sẽ gửi đến cho quý vị một bài tập mà có thể là hỗ trợ, có thể là giúp cho quý vị tăng chất đề kháng và làm cho mình mạnh gân, mạnh cốt lên, gọi là cường cân cốt. Bài tập này gọi là bài tập cường cân cốt, là cái gân xương của mình nó vững chắc. Làm cho mình có thể là đi đứng mà nó không có bị mỏi, và mình có thể chống lại một số các bệnh tật, hầu như là nó thể vượt qua được các cái bệnh tật bằng bốn cái thế tập này. Đây, bài tập này gọi là bài tập cường cân cốt, ba cái chữ cờ nha. Cường là sức mạnh đó, cân là gân, cốt là xương, tức là mạnh gân xương, gọi là bài tập cường cân cốt. Thì trong cái bài tập này đó, thì chân á rộng bằng vai cũng đứng ra, chân rộng bằng vai ha. Và mình có bốn cái thế tập. Cái tay á, cái tay trái phía bên trong, tay phải phía bên ngoài, mà không tay nào đụng tay nào hết, che cái lỗ rúng mình đó. Cái tay nào không đụng tay nào hết, mình che lỗ rúng mình đó. Bài tập này gì ra ha, mình nhúng xuống nhúng xuống, thở ra, đứng lên, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Đó là thế thứ nhất đó ha. Thế thứ hai nè, nhúng xuống rồi đứng lên, thế thứ hai dang thẳng ra đó, vì mấy con sàn gai gai bên nó ra sẽ xích ra cho mình gì vậy, hoặc là đứng xích lên cái là được nè. Đúng rồi, ha. Mình xuống đây đó là thế thứ một, lên đây là thế thứ hai, ra thẳng luôn là thế thứ hai nha. Cái bài này á, nếu mà ai mà thở miệng hít mũi cũng được thì nó khỏe nè ha. Thở ra nè, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Đây là thế thứ hai. Rồi qua thế thứ ba, cũng gùng người xuống nè, gùng người xuống, cái tay trái dưới tay phải trên che lại nhau, rồi đứng lên, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Rồi tới thế thứ tư, mình đó vô đây là cái thế thứ ba nè, đưa lên trên đầu luôn, quét hai bên cổ nè, quét hai bên cổ, đưa xuống nắp, đưa xuống hai bên duyên đây, đưa xuống phía trước, rồi bắt đầu kéo cái này lên, gọi lại thế thứ ba nè, mình kéo đây nè, kéo lên lại thế thứ ba, thấy không? Rồi mình gùng xuống, đưa lên, giống vậy đó, rồi đưa lên thế thứ ba, rồi mình kéo lên nè, kéo nè, nhớ kéo nè, kéo vô hai mang tay nè, rồi kéo, rồi đưa ra trước nè, rồi kéo xuống đây nè, ngoài sau nè, đưa ra ngoài trước nè, rồi đưa lên thế thứ ba đó. Còn cái cuối cùng mình đưa lên thế thứ nhất và lại, như vậy là nó có bốn thế nha. Thứ nhất á, mình tập một thế như vậy á là ba lần, khi tập thế vậy ba lần, cái mình tập lượt bốn cái vậy là ba lần nữa là hết bài tập. Nè bây giờ tập lại nè ha. Một nè, chú bộ điểm ha. Một vậy, một ba lần ha. Nhưng cái lần thứ ba phải lên thế hai, tập lại ha. Rồi cái lần thứ ba của thế hai lên thế ba, lần thứ ba của thế ba lên thế tư. Nè bây giờ tập theo chú bộ nè ha. Một lên thế hai nè. Rồi lên thế ba nè. Lên thế bốn nè. Bốn. Yeah. Lên thế ba nè. Lên thế bốn lại nè. Lên thế ba, lên thế bốn lại nè.
lên một, bắt đầu hết đó là 4 lần, nhớ không? Dạ, nhớ. Bây giờ làm lại làm lại nha. Không, cái bài này nó hay lắm, bài này gọi là bài cường cân cốt. Cường là mạnh á, con tập cô dữ chứ, nó mệt lắm mà nó mạnh. Và buổi sáng buổi chiều tập 2 lần thôi là mạnh gân mạnh cốt, tức là xương của mình á nó tăng cường cái canxi lên và gân của mình á nó chắc chắn lên. Con tập quen rồi có thể con cử tạ hoặc con giác lúa hoặc con khiêng cây nó rất là khỏe, gọi là cường cân cốt đó. Giờ tập lại nha, một động tác tập 3 lần. À, 4 động tác là tập 12 lần nha ha. Cái lần thứ 3 là chuyển thế, tức là một lần hai thứ ba, lần thứ ba là mình chuyển qua thế hai. Rồi nè, tập theo sư phụ, nhìn ngó ngó liếc liếc sư phụ nè ha. 2 3 qua 2 2 2 trở về 1 đó, 2 2 rồi 3 3 trở về 2 3 trở về 2 3 lên 4 4 trở về 3 4 trở về 3 4 trở về 1 đó. Rồi bây giờ mình tập liên hoàn. Tập đó lập lần thứ nhất là một động tác 3 lần chuyển thế. Động tác tập thứ hai là liên hoàn 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 lần ha. 1 2 3 4 lên 1 nè, lên rồi nhẩm xuống 1 2 3 4 lên 1 2 3 4 lên 1 hết. Thấy không? Dễ ha. Rồi bây giờ ha, ai mà tập không sai được thưởng nè nha. Mình tập lại ha. Động tác 1 3 lần, động tác 2 3 lần, động tác 3 3 lần. Rồi 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 hết bài tập. Có nhiêu đó đó. Nếu tập trị bệnh á, sáng tập 1 lần, trưa tập 1 lần, chiều tập 1 lần. Nên con học đi, về ví dụ như có bà ngoại, ông nội, ông bác, hàng xóm ai bị bệnh đó, mình chỉ cái thế này nè, người ta tập, người ta sẽ hết bệnh nha. Mình có phước, mình chỉ cho người ta tập, người ta hết bệnh, mình có phước. Mình làm cho người ta bệnh, mình ở dơ, mình làm cho người ta bệnh, mình tổn phước. Hiểu chưa? Nên nhà mình phải quét sạch sẽ, rồi mình nói xả rác, dần dần. Mình nấu đồ ăn, hoặc mình ăn, tay mình phải sạch. Nên là mình lấy đồ ăn cho người ta rồi đó, thì phải sạch sẽ. Rồi giờ tập lại ha, chân động bàn dây. Rồi, tập lại 3 cái trước rồi tới 4 cái liên hoàn nha. Xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống lên, rồi xuống nè, xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống 4 lên, 4 lên, 4 lên, rồi xuống lên 1 nè. 1 rồi tập liên quan nè. 1 2 3 4 lên, rồi 1 lại. 1 2 3 4 lên. 1 2 3 4 lên. Rồi tập động tác điều hòa. Nhớ là mấy con không biết đâu tập đó điều hòa thì mình nghiêng người. Nghiêng qua đâu dở đó. Nghiêng đâu dở đó. Mới đầu vậy, tập vậy cho nó quen chân á. Rồi mình buông tay. Cũng vậy. Nhưng tập riết quen rồi thì cái thân mình phải thẳng. Rồi mình chỉ dở chân thôi. Nó mới đúng. Đúng nó là chân thân mình thẳng chứ không nghiêng nữa. Tâm hồn mình bao la rộng lớn vậy đó. Rồi em nào tập cũng giỏi chân á, chắc thưởng hết rồi. Em nào xương phong ha, tập lại đạt ma dịch căn kinh, đúng thưởng. Rồi hai em ra đây. Rồi tập thử coi nha. Chân rộng bằng vai. Đứng trên dép. Đó, người nghiêng về phía trước. Đưa lưỡi lên nút giọng. Cái thân phải thẳng. Đưa người lên trước, người thân phải thẳng. Đừng 10 đầu ngón chân mình bám đất. Mắt nhìn thẳng một điểm. Dù mắt nhìn thẳng điểm nè, con nhìn thẳng cái chân ngón tay sư phụ nè, thấy không? Nhìn thẳng điểm. Đó, thấy không? Đánh lên, hít vào, đánh xuống, thở ra, đánh lên đi. Hít vào, đánh xuống, thở ra rồi đánh đi.
đánh quyển chuyển cái tay mình á, quyển chuyển, không có kênh, đánh này không có kênh, đánh nè, không có kênh vậy chứ nha, chứ không có kênh tay như gobo là không đúng nha, đánh không kênh, quyển chuyển, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, nói chung là mình thả lỏng quyển chuyển, đánh thả lỏng quyển chuyển ha, chứ không có kênh, giật xuống lên hết ga, giật xuống lên hết ga, giật xuống, giật xuống, mã này phải sao, vuông cái tay phải vuông, tay phải vuông, thôi nửa phần quà chưa hay rồi, cũng tặng quà nửa phần rồi, hai em này tập được không, đâu tập thử rồi, tập thử đây rồi, đánh lên, hít vào thở ra, hít vào thở ra, 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 vào ra, ra rồi, thôi cái này cũng được nửa phần. Rồi bây giờ ai xuyên phong á, là tập cường cân cốt nè, nhớ không, cái này mới gây nè, chân rộng bàn vai, tự động tương tác, mọc xuống lên xuống thì làm sao, gùng người xuống nè, gùng người xuống á, đây nè ha, là phải thở ra, lên hít vào mà cái tay trái để trong, tay phải để bên ngoài, một lên. Thua ha, thấy không, tiểu tập hết nổi rồi, hai em này tập được không, đâu ra tập rồi, hai em này dứt xích vô, con ra đi, hai em này xích vô, đó bây giờ này coi là tính với gì, tính với phát là nha, tập nha, rồi hai con tập nè, chuẩn bị, tay trái trong con, tay trái trong, đúng rồi, tay phải ngoài, rồi một lên, rồi một lên hai. Rồi gùng xuống 2, lên 3, gùng xuống 2, lên 3, gùng xuống 3, lên 4. Dễ ngủ chứ này, nhớ không? Đó. Rồi bây giờ mình làm 1, 2, 3, 4 này ha. Rồi, đứng, chuẩn bị. 1, 2, 3, 3, 4. Lên chưa tới 1, lên rồi mới xuống 1 lại nè. 1, 2, 3, 4, lên. Thưởng hết. Hai em này dám tập không? Thấy không? Thấy không? Hai em này là không dám tập. Đi qua cầu khỉ đi mọi người. Đi qua cầu khỉ phải không? Dạ. Rồi bây giờ á, cầu khỉ đi qua là không vịnh phải không? Dạ. Hả, đi qua có vịnh. Sao không vịnh? Sao? Tính đi qua vịnh đi, tính tại con ngồi nhỏ xíu à. Sư phụ đi qua không vịnh nè. Mà té xuống là sao hả? Hả? Té xuống ướt điện thoại. Rồi thôi bây giờ đi qua cầu khỉ nha. Muốn đi qua cầu khỉ á là đi bằng cái đường cầu này trước nè. Khoan, từ từ, khoan, chưa qua. Bây giờ sư phụ qua trước nha. Dạ. Cái lỗ trời ban. Ây da.
Hơi ghê quá, vậy cầm cây cho chắc ăn. Con dương xa chờ. Cầm điện thoại. Cầm điện thoại. Rồi đi trước đi. Nay đi em cho. Em đi cho. Cái chậm. Ê ê ê. Ê ê ê ê. Ê. Cố lên con. Chậm. Thầy quan giáo ước cho con đi. Đang quay rồi. Dạ. Rồi. Ai ai đi, ai đi. Đi đi không? Đi đi, anh ảnh ai nó đi 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 vậy nó té. Cởi dép qua cà kệ được được. Vậy là qua cầu bên bển được cởi dép không sư phụ? Qua cầu bên bển được cởi dép. Cởi dép, cởi dép, cởi dép, cho cởi dép mà. Ý sao không chống qua đi, chống qua đi. Rồi lết đi đâu, thôi lết thử coi, lết thử coi. Không nè, rồi rồi. Cho lết qua. Ờ, lết thử đi. Rồi. Rồi. Hai em này qua cầu bằng cách lết nè. Gì hả? Lúc trước con nhỏ lắm phải. Phải tập trung mà nghe, phải tập trung mà. Mua Phật tiếp rồi. Hay quá, cho chàng pháo tay, cho em chàng pháo tay đi. Em kia chưa qua. Khoan khoan khoan, sư phụ qua rồi, hết mấy đứa mới được qua nghe. Thôi, cầm dép cho chắc ăn. Sư phụ qua rồi mới được qua nghe. Ừ. Đừng cầm ca, đừng có dịnh nha. Cầm dép cho chắc ăn. Chưa chưa khoan, sư phụ qua rồi mới được qua. Thử coi cái cầu nó. Ê ê đừng đi. Đi 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 rung sư phụ té à. Đó sư phụ cầm đó. Ủa đang cầm vỏ. Khoan một chút nha, mới chút mấy em đi á, em nào đăng ký trước coi là ai ai. Không chút xíu á, em nào đi là nói là không không dịnh hay là dịnh nha, phải đăng ký trước rồi nha, mình đăng ký rồi dịnh hay không dịnh nha, phải đăng ký trước coi là mình dịnh hay không dịnh nha. Khoan chừng nào sư phụ cho đi mới đi nghe. Ai dịnh đi trước. Lưu lại. Vậy thì đâu có chấm được. Thôi qua một lượt đi, qua một lượt đi. Con không có giận. Con không có giận cái khúc kia nha, tại họ đẩy con. Thà, ủa chứ. Thế hả? Hay vậy? Con gì đâu. Con lên, con lên, con lên. Rồi, cho con đi lại được không? Chút xíu. Ê, thôi dịu đi chứ. Dịu đó. Dịu đi cuối đi. Anh đang cầm dép đó rồi. Bình tĩnh thôi. Ê, hello. Ý người ta đi không dịnh mà sao anh đó đi dịnh? Đến ơi, gắn kìa. Con lại con không dịnh vợ con đi trước đi. Rồi bây giờ ai đi không dịnh? Dịnh không hả? Dịnh không hả? Con chị không biết là con có dịnh hay không. Rồi thôi đi lại cái đi, cho người ta đi. Đất của mình tới đây luôn hả sư? Đất này đất của nhà nước. À của nhà nước. Nè cho tiểu đi nè, nhớt nè, hồi nãy đi không nhớt giờ. Hồi nãy đi không trơn, bây giờ trơn nè nha. Oh,
ba da 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 ba da